Dắt anh theo em về mà miền Tây, thằng Tí nó không chuyện ai về làng mình đây. Vui chỗ em nơi đây nhiều mồi hay, anh cứ nhậu thoải mái có xỉn em vào thay. Ý kỳ chú ba đem qua thêm con cá lóc, cá này nướng chui ăn ngon lên tới nóc. Mà ở dưới miền Tây ta nhậu ngon hết sạch, nhậu không thấy trời mây không sai là không về. Rồi khi xem clip này, nếu như quý khách hàng quan tâm, vui lòng liên hệ bên em theo số điện thoại hiển thị ngay trên màn hình, hoặc quý khách có thể truy cập vào website để chúng ta xem thêm những cái hình ảnh và video mới nhất. Khi xem clip, hãy nhớ bấm đăng ký, theo dõi, like, share cũng như nhận được thông báo, tiếp tục ủng hộ kênh. Và hãy nhớ là bên em là một công ty xây dựng, là một công ty rất có uy tín tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh.